Ok, chào anh em trở lại với kênh YouTube của Bi Channel. Và như anh em đã đọc trên tiêu đề video thì S10 đang có chiều hướng giảm giá rất sâu. Và đây là tin sự thật. Và hôm nay mình sẽ bàn về vấn đề là vì sao S10 giảm giá và cách để anh em mua hàng với giá tốt như thế nào. Rồi, và để biết thông tin cũng như là đặt hàng thêm S10 thì mình sẽ để link ở phía bên dưới để anh em tham khảo thêm. Thì hiện nay tại Bạch Long Mobile đang có chương trình giảm giá cũng như là trúng luôn cả S10 Plus để anh em nào không muốn chi tiền mua S10 Plus. Cụ thể như sau là anh em mua hàng dưới hóa đơn từ 3 triệu đồng sẽ có cơ hội trúng ngay S10 Plus trị giá hơn 30 triệu. Với 5 số cuối hóa đơn trùng khớp với lại 5 số đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày 1 tháng 4. Và anh em nhớ là chỉ trong thời gian có giới hạn thôi nhé. Và anh em lưu ý là không giới hạn người trúng cũng như là không giới hạn số hóa đơn mà anh em đang có đâu nhé. Rồi, vì sao S10 lại giảm giá? Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đó nhé. Vì theo mình nghĩ là Samsung đã rút kinh nghiệm từ lần trước là Samsung Galaxy Note 9 ra cũng như tất cả các dòng flagship Samsung ra thì đều có mức giá rất là cao. Cụ thể như là S8 hoặc là S9 thì cũng đã có mức giá rất cao, sau đó một thời gian thì nó bắt đầu giảm đi và không giữ được giá lâu như cái dòng iPhone. Cùng với một điểm nhấn nữa là tại MWC và cũng như là những thời gian gần đây thì những hãng Trung Quốc đã cho ra mắt những dòng sản phẩm rất là cạnh tranh với mức giá rất tốt, thì mình nghĩ là Samsung cũng sẽ đáp trả lại cái đòn đó với một loạt những sản phẩm giá rẻ cũng như tầm trung cũng như cao cấp đã có mức giá rất tốt và cạnh tranh. Và về tới Việt Nam thì Samsung Galaxy S10 cũng như là các dòng của S10 sẽ cạnh tranh trực tiếp với những dòng sản phẩm của Trung Quốc sau đây là Huawei Mate 20 Pro cũng như là Mate 20. Cùng với đó là con điện thoại mới ra đó chính là con Xiaomi Mi 9 cũng đang sẽ là một đối thủ cực kỳ nặng ký so với lại Samsung Galaxy S10. Thì khi nào có máy thì mình sẽ trên tay đánh giá hiệu năng sau một cái bài của Samsung Galaxy Mate 20, Mate 20 Pro. Thì sau đây mình sẽ nói về cái tin sốt nhất, đó chính là điểm mạnh, điểm yếu như so sánh hai con máy đó với con Xiaomi Mi 9. Vừa gần đây thì Xiaomi Mi 9 đã ra mắt với mức giá 12 triệu đồng dự kiến. Thì đối thủ chính là Samsung Galaxy S10e, phiên bản thấp nhất của dòng Galaxy S10, và mức giá dự kiến sẽ dao động khoảng từ 14 đến 15 triệu đồng. Vậy trên lệch 10 đến 1-2 triệu đồng thì anh em sẽ có những gì và mất những gì? Thương hiệu Samsung luôn là một cái tên thương hiệu lớn trong lòng người Việt Nam hơn với lại Xiaomi rất là nhiều, cho nên người dùng sẽ ưu tiên những hãng có thương hiệu lớn. Rồi bỏ qua hết những cái phần thương hiệu, những cái phần tin tưởng này kia thì mình sẽ nói về mặt phần thô, là phần cứng. Đó chính là bộ nhớ máy đầu tiên. Ở Samsung Galaxy S10e chúng ta có 128GB bộ nhớ trong khi là 64GB đối với Xiaomi Mi 9. Thì đây gọi là một cái sự chênh lệch khá là lớn. Cái thứ hai là những chuẩn cao cấp như là chống nước thì Xiaomi Mi 9 không có. Ở Samsung Galaxy S10e vẫn có chuẩn chống nước này. Cái thứ ba, Samsung Galaxy S10 vẫn giữ nguyên được cái sắt cắm tai nghe 3.5mm trong khi là các dòng sản phẩm của iPhone ví dụ và cả Trung Quốc đều đã lược bỏ đi hết. Và trong hộp của Samsung Galaxy S10 có một thứ mình vô cùng thích, đó chính là tai nghe AKG, một hãng âm thanh khá nổi tiếng, và tai nghe này cho một chất âm rất tốt. Trong khi lại Mi 9 thì chúng ta phải đi mua một cái tai nghe lẻ ở ngoài vì máy không có sắt cắm 3.5. Kèm theo đó là một cái tai nghe Galaxy Buds đến từ anh em đặt hàng trước sẽ được tặng kèm trị giá 4,5 triệu đồng. Và đây là một cái quà tặng mình nghĩ vô cùng đắt giá và điều này đã hơn hẳn con Mi 9 kia rồi. Tiếp theo là về tính năng chụp ảnh quay phim cũng như là camera, thì camera trên Samsung Galaxy S10 sẽ ngon hơn rất là nhiều so với lại Mi 9. Điều đó thì anh em ai cũng biết rồi. Và khả năng quay video, chụp ảnh cũng như là thu âm trên Samsung sẽ cho chất lượng tuyệt vời và tốt hơn nhiều so với lại hãng Xiaomi. Với mức giá chênh lệch không nhiều, khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng thì mình nghĩ là người dùng sẽ nghiêng về Samsung nhiều hơn. Và cái đợt giảm giá này là một bước đi đúng cũng như là một cách để tiếp cận người dùng tốt hơn của Samsung. Và hiện tại thì Bạch Long có một những cái chương trình khuyến mãi khi anh em đặt hàng trước khá là tốt. Khi anh em mua Samsung Galaxy S10 Plus thì có cơ hội nâng cấp lên bản 8GB RAM và 512GB ROM miễn phí, hoặc là hỗ trợ trả góp 0% nè, lãi suất với nhiều hình thức. Và anh em đặt chỉ cần đặt cọc trước 500.000 thì anh em đã có thể sở hữu được máy rồi. Thì anh em nghĩ sao về đợt giảm giá này của Samsung, và anh em có đặt trước Samsung Galaxy S10 hay không? Hãy comment cho mình biết. Đừng quên like, share nếu cảm thấy video hữu ích. Subscribe kênh, nhấn chuông để xem những video mới nhất. Rồi, cảm ơn anh em.